Tổng thống Biden ký đạo luật giảm lạm phát. Tổng thống Joe Biden ký thành luật dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ nhằm giải quyết vấn đề khí hậu, giảm giá thuốc theo đơn và giảm lạm phát. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la Mỹ ở Nhà Trắng hôm 16 tháng 8 với sự góp mặt của các lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Sau khi ký dự luật, ông Biden đã tặng cây bút vừa dùng cho Thượng nghị sĩ Tây Virginia Joe Manchin, người ủng hộ quan trọng để dự luật được thông qua sau khi chặn những biện pháp lớn hơn mà Nhà Trắng thúc đẩy. Ông gọi đây là đạo luật cân bằng. Với hơn 300 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho lĩnh vực khí hậu, đạo luật mới đây được xem là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ngoài khí hậu, đạo luật cũng cho phép Medicare thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi, cũng như đảm bảo các công ty và người giàu phải trả thêm thuế. Đảng Dân Chủ nói đạo luật này sẽ giúp giảm lạm phát bằng cách giảm thâm hụt liên bang, dù các nhà kinh tế độc lập cho rằng cần nhiều năm trước khi thấy được kết quả của biện pháp này. Trong buổi ký kết, Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích phe Cộng hòa. Trong thời khắc lịch sử này, các thành viên Đảng Dân Chủ đều đứng về phía người dân Mỹ và tất cả thành viên Cộng hòa đứng về phía các lợi ích đặc biệt. Mọi thành viên Cộng hòa đều bỏ phiếu chống đạo luật này, ông nói. Đảng Cộng hòa chỉ trích đạo luật vì cho rằng nó có quá ít hiệu quả trong việc hạ giá mặt hàng trong nước. Lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell nói đạo luật mới sẽ phản tác dụng. Các đảng viên Dân Chủ năm ngoái cướp đoạt của người Mỹ bằng cách đẩy nền kinh tế của chúng ta vào cảnh lạm phát kỷ lục. Năm nay, giải pháp của họ là làm điều đó lần thứ hai. Đạo luật của Tổng thống ký ngày hôm nay có nghĩa là thuế cao hơn, hóa đơn năng lượng cao hơn, ông nói. Tuy vấp phải phản đối của phe Cộng hòa, giới quan sát cho rằng đạo luật của Tổng thống Biden vừa ký vẫn được xem là một chiến thắng pháp lý quan trọng có thể định hình di sản nhiệm kỳ của ông. Trung Quốc cảnh báo đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan. Xinhua đăng bài viết cảnh báo các chính trị gia Mỹ không nên đùa với lửa về vấn đề Đài Loan sau khi phái đoàn Washington thăm hòn đảo. Những chính trị gia Mỹ đang đùa với lửa về vấn đề Đài Loan nên bỏ mộng tưởng. Không có chỗ cho thỏa hiệp hay nhượng bộ khi liên quan tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua đăng bài xã luận sau khi đoàn nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan hôm 14 tháng 8. Xinhua cáo buộc nhóm nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan là những kẻ cơ hội đang suy tính về lợi ích chính trị riêng trong bối cảnh Mỹ sắp diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cùng ngày cũng cảnh báo các thành viên Quốc hội Mỹ nên hành động nhất quán với chính sách một Trung Quốc của chính phủ Mỹ. Cơ quan này cáo buộc chuyến thăm Đài Loan mới nhất của đoàn nghị sĩ Mỹ đã chứng minh Washington không muốn thấy sự ổn định trên eo biển Đài Loan và không tiếc nỗ lực kích động sự đối đầu giữa hai bên cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết các nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy. Thêm rằng các chuyến thăm vẫn phù hợp với chính sách một Trung Quốc lâu đời của Washington. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. Nhóm 5 nghị sĩ Mỹ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey, đang có chuyến thăm Đài Loan kéo dài 2 ngày và dự định gặp lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn. Chuyến thăm của các nghị sĩ diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến hòn đảo ngày 2/3/8, khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt và đẩy căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan dâng cao. Trung Quốc sau đó tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi.